Sau khi hoàn thành công tác sửa chữa sự cố, từ ngày hôm nay, tổ máy số 1 của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 chính thức đưa vào vận hành trở lại và góp phần cung cấp thêm cho lưới điện miền Bắc 7 triệu kWh mỗi ngày, giảm áp lực thiếu điện. Và trước đó thì nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cũng đã vận hành trở lại với 100% công suất. Như vậy là kể từ ngày hôm nay thì lưới điện miền Bắc sẽ có thêm 20 triệu kWh mỗi ngày. Nhóm phóng viên của VTV Money đưa tin từ nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Tổ máy số 2 của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Tổ máy này đã xảy ra sự cố và tạm dừng hoạt động vào đầu tháng 6. Tuy nhiên đến thời điểm đêm của ngày 10 tháng 6 thì các sự cố đã được xử lý và tổ máy hoạt động vận hành trở lại bình thường. Mỗi ngày thì sản lượng điện cung cấp vào hòa vào lưới điện của miền Bắc là 13 triệu kWh. Sau thời gian sửa chữa, tu bổ, hai tổ máy của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đang vận hành bình thường với 100% công suất. Tổng sản lượng điện cung cấp là 26 triệu kWh mỗi ngày. Với khả năng khả dụng đến đâu thì nhà máy sẽ phát tối đa công suất đến đó. Và nhà máy đang tập trung toàn bộ nguồn lực trực 24/24 để đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc. Theo nhu cầu lưới điện hiện tại, nhà máy vẫn đang trong tháng 6, tháng 5, tháng 6 và tháng 7 đang tiếp tục duy trì theo cái nhu cầu lưới điện và chưa kế hoạch dừng tổ máy để tiểu tu bảo dưỡng. Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo trực tiếp Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam TKV duy trì ưu tiên nguồn than cho nhà máy. Hiện nay, việc cung cấp gối đầu vẫn đang được đảm bảo. Nhà máy được cung cấp từ 10 đến 12.000 tấn than. Trong kho đang tồn khoảng độ từ 70 đến dao động từ 70 đến 80.000 tấn và vẫn đảm bảo cho cái việc cung cấp than hàng ngày. Bên cạnh nhiệt điện Thái Bình 2, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 đang được huy động vận hành hai tổ máy, phát điện lên lưới với sản lượng tối đa là 14 triệu kWh mỗi ngày, góp phần giảm áp lực thiếu điện tại miền Bắc trong thời gian tới.